chào quý vị đang theo dõi kênh truyền hình BRT. Rất vui khi được kết nối, chuyển tải những thông tin, vấn đề, sự kiện nổi bật đến quý vị trong các chương trình truyền hình phát sóng trên kênh BRT. Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư này khiến cho nhiều tỉnh thành trong cả nước phải gồng mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh với việc thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh thành phía Nam đang ra sức đẩy lùi dịch bệnh với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện và phát sóng chương trình Tổng hợp Bà Rịa Vũng Tàu chung tay chống dịch nhằm chuyển tải đến quý vị khán giả cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cũng như sự chung tay, đồng lòng của mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Và tôi là Ngọc Diệu. Tôi là Như Quỳnh. Sẽ đồng hành với quý vị trong 30 phút của chương trình hôm nay. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm là đưa tỉnh trở lại cuộc sống bình thường mới vào ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 296 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi tắt là Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban chỉ đạo gồm các ông bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch, ông Lê Ngọc Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ triển khai các chính sách hỗ trợ và cung ứng hàng hóa thiết yếu, ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ doanh nghiệp và vaccine. Thành viên ban chỉ đạo gồm các ông bà: ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Tổ trưởng Tổ an sinh xã hội; ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tổ trưởng Tổ tuyên truyền vận động; ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự và kiểm soát các chốt. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành trung ương và toàn diện các mặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo điều phối, phân bổ và huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ thực hiện công tác khẩn cấp về phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch và 6 tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo gồm Tổ phản ứng nhanh, Tổ doanh nghiệp và vaccine, Tổ triển khai các chính sách hỗ trợ và cung ứng hàng hóa thiết yếu, Tổ an ninh trật tự và kiểm soát các chốt, Tổ tuyên truyền vận động, Tổ an sinh xã hội. Thưa quý vị, Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ vào lúc 15 giờ hàng ngày để nghe những thông tin chỉ huy, báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo họp định kỳ vào lúc 16 giờ ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần để nghe báo cáo đánh giá tình hình và cho chủ trương việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch thời gian tới. Trong trường hợp cần thiết, trưởng ban chỉ đạo triệu tập và chủ trì cuộc họp đột xuất của ban chỉ đạo. Kính thưa quý vị, 10 thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phân công nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở tất cả các lĩnh vực. Và 6 tổ công tác thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chức năng, quyền hạn thực hiện theo quyết định số 296 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ trưởng các tổ công tác có nhiệm vụ, trách nhiệm phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, song song với việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ ca nhiễm trong cộng đồng thì cũng phải kiểm soát chặt người từ ngoài tỉnh vào Bà Rịa Vũng Tàu. Đối với khu vực cảng cá thì nếu không đảm bảo phòng chống dịch thì phải đóng cửa.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Giao thông Vận tải phải vào cuộc quyết liệt hơn, đồng thời triển khai hiệu quả các khuyến cáo của đoàn công tác Bộ Y tế một cách triệt để, hiệu quả. Đây là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các địa phương trong tỉnh vào chiều tối hôm 16 tháng 8. Tham dự cuộc họp còn có đại diện đoàn công tác của Bộ Y tế. Hiện nay, toàn tỉnh đang triển khai xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ, mở rộng vùng xanh, cô lập, thu hẹp vùng đỏ. Do vậy, dự báo số ca F0 thời gian tới có thể sẽ tăng, nên Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện để cách ly tập trung, điều trị bệnh nhân COVID. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng về địa phương, nhất là các khu vực đang bị phong tỏa, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định phòng dịch. Theo khuyến cáo của đoàn công tác Bộ Y tế, do việc phát hiện các ca F0 tại các vùng ven biển như Long Điền, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Xuyên Mộc nhiều hơn so với các địa bàn khác, nên cần tập trung lực lượng truy vết xét nghiệm. Các địa phương phải thống nhất một phần mềm nhập liệu và phân tích dịch dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế để đồng bộ với các tỉnh và cả nước. Mặt khác, chỉ số truy vết F1, F2 tại nhiều địa phương rất thấp, do vậy cần tăng cường hơn nữa để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đại diện đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đưa ra nhiều khuyến nghị cho Bà Rịa Vũng Tàu trong công tác quản lý các khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, công tác tiêm vaccine, công tác thu dung, phân loại nguy cơ, điều trị và quản lý ca bệnh, an ninh an toàn, quản lý vệ sinh môi trường. Các cái điểm nóng mà dọc theo ven biển như thế, chúng ta đang làm rất tốt ở mặt trước, nhưng cái mặt trong và mặt sau thì chúng ta dường như chúng tôi chưa thấy được đạt được điều này. Do vậy cũng kính mong tất cả các đồng chí, các lực lượng trong thời gian đến chúng ta tiếp tục làm chặt chẽ hơn trong vòng trong cũng như là vòng sau, đặc biệt là cái hướng nhà sau lưng của đối diện ra mặt biển, hướng ra mặt biển. Cái vấn đề truy vết hiện nay chúng ta, nếu chúng ta truy vết càng ngắn ngày chừng nào, có nghĩa là một ca F0 chúng ta chỉ truy vết được có 1 đến 2 ca hoặc là 5 đến 7 người trong vòng 2 ngày trở lại đây, dường như không có ý nghĩa gì hết. Mà chúng ta phải truy vết ít nhất là quay trở ngược lại. Ít nhất quay trở ngược lại trong vòng 5 ngày trước đó thì cái tính hiệu quả và cái tính truy vết của nó mang tính khoa học và nó dựa trên các y học chứng cứ, thì chúng ta sẽ quét không lãng phí mà đồng thời quét vào trọng tâm và trọng điểm. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong 28 ngày của hai đợt tỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, đến nay tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Đây là quyết tâm rất cao và hành động rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận chung sức của nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, những lỗ hổng. Vì vậy, trong thời gian tới cần phải phát huy cao độ trách nhiệm của từng cá nhân ở từng địa bàn phụ trách. Nơi nào hổng thì phải bịt ngay. Những khu vực khuyến cáo cần phải tập trung nguồn lực tiến hành truy vết xét nghiệm rộng hơn, nhanh hơn, quản lý chặt chẽ hơn. Lực lượng công an và quân sự phải tăng cường phối hợp nắm địa bàn chặt, triệt để hơn. Song song với việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong cộng đồng khu dân cư thì phải kiểm soát chặt người từ tỉnh vào Bà Rịa Vũng Tàu. Diễn biến và sự xâm nhập dịch bệnh mà từ bên ngoài vào tỉnh thì kể từ ngày hôm qua, khi thành phố Hồ Chí Minh kéo dài giãn cách thêm một tháng thì tình hình có người về và chúng ta chưa kiểm soát được. Đó là câu chuyện rất đáng lo ngại. Nên cái này thì của mỗi địa phương đề nghị các đồng chí tăng cường kiểm soát, mà đặc biệt là công an, quân sự và tổ COVID cộng đồng ở tại địa phương đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng và nắm tình hình dân cư, khuyến khích bà con nếu lỡ vậy thì phải đi cách ly và đi xét nghiệm để chúng ta thực hiện theo quy định. Chứ không nên để bên trong cộng đồng dẫn đến khi vỡ ra F0 lâu ngày rồi thì câu chuyện nó trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Thứ hai, các chốt phải tăng cường ngay. Cái thứ ba thì tôi đề nghị các chí bí thư các huyện, thị, thành phố, các đồng chí đã nỗ lực triển khai vừa rồi, mấy ngày vừa rồi, các đồng chí tìm cách siết lại rất chặt chẽ rồi, và trách nhiệm cá nhân ở từng địa bàn, từng phường, từng xã, từng lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch tính toán để mở rộng tầng 3 trong điều trị COVID-19, khẩn trương rà soát, xem xét lại ngay hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Vũng Tàu. Trong công tác tuyên truyền, cần chú trọng đi vào những điều người dân quan tâm và cần. Các thành viên ban thường vụ phải sâu sát hơn, xuống tận cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ với người dân. Tất cả phải thực hiện quyết liệt và đồng bộ để đảm bảo mục tiêu đề ra trong 10 ngày tới.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương và sở ngành để nghe báo cáo về tình hình vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn, trừ các trường hợp vận chuyển hàng thiết yếu, hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, người lao động làm việc, người đi cấp cứu. Lái xe, người theo xe phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, khử khuẩn phương tiện và không chở quá 50% sức chứa. Các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào địa phương cũng phải dừng để kiểm tra theo quy định phòng dịch. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần thống nhất kiểm tra tại các chốt, kiểm tra đúng quy trình. Lực lượng kiểm tra phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Phương thức kiểm tra cũng cần phải xem lại, có cách nhận diện phương tiện. Nếu xe đã kiểm tra rồi thì không nên dừng liên tục tại các chốt khác. Hằng ngày, Sở Giao thông Vận tải phải nắm thông tin cụ thể phương tiện qua lại tại các chốt. Công an tỉnh chủ trì kiểm tra các chốt lập trên địa bàn các địa phương và đề xuất phương thức vận hành chung cho các chốt. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 8 tới phải báo cáo tình hình hoạt động của các chốt và ra phương án chung để áp dụng trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị, sau khi thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện giãn cách phòng chống dịch theo chỉ thị 16 thêm một tháng nữa, bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 8, thì một lượng lớn người dân đã rời thành phố bằng nhiều loại phương tiện, và nhất là xe gắn máy. Mặc dù hầu hết các trường hợp này đều được lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh vận động quay về nơi đang cư trú hoặc là tạm trú, song vẫn không thể làm yên lòng nhiều người ở lại thành phố. Vậy trong dòng người đang tìm cách rời tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, một tâm dịch lớn nhất cả nước hiện nay, thì có hay không dòng người này sẽ vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu? Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại các chốt kiểm tra y tế trên chốt quốc lộ 51, cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu chiều ngày 16 tháng 8 sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về vấn đề này. Tại chốt kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ 51, địa phận thị xã Phú Mỹ, lượng phương tiện xe cộ cá nhân và xe máy vẫn thưa thớt như ngày thường. Các trường hợp vào thực hiện khai báo y tế tại đây chủ yếu là người dân địa phương ra khỏi nhà với lý do đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, từ khi thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo thực hiện giãn cách phòng dịch thêm một tháng, số người về từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hơn so với ngày thường nhưng không đáng kể. Người dân là chủ yếu là cái người dân của thị xã Phú Mỹ nè, đi chợ rồi đi khám bệnh của cái khu vực của Phú Mỹ thôi. Tất cả các trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai thì qua theo dõi 2-3 ngày đây thì cũng không tăng cho lắm. Tăng cũng vài chục thôi, khoảng 70 thôi. Đôi vợ chồng trẻ này về từ quận Bình Tân, được xem là một trong những chảo lửa dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thất nghiệp 2 tháng, vợ mang thai gần đến ngày sinh, tiền không còn. Hai vợ chồng đành trả phòng trọ, gom tiền xét nghiệm nhanh COVID-19 và trở về quê. Điểm đến của hai vợ chồng là tỉnh Bình Thuận. Em là ở chỗ thất nghiệp 2 tháng rồi, không có quan việc làm gì hết, vợ gần ngày gần xanh hết rồi. Em cũng viết cái giấy ra mà phường là bị chồng với vợ chồng em á, được về quê để sinh, để có người thân để chăm sóc, chứ còn ở trên đó vợ chồng em không có khả năng. Trước nhận định có thể sẽ có nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế tuyến quốc lộ 51, cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu đã được quán triệt kiểm tra nghiêm ngặt từng trường hợp, không để sót lọt các trường hợp di chuyển vào địa phương. Và tính từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, website quehuong.barịa-vũngtau.gov.vn đã nhận được 3.835 đơn nguyện vọng trở về Bà Rịa Vũng Tàu của những người đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp thống nhất địa điểm tập kết người dân có nhu cầu về Bà Rịa Vũng Tàu tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến tại bến xe miền Đông, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tập kết và tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân trước khi lên xe. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu và các huyện, thị xã trong tỉnh, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức áp dụng biện pháp không cho người dân trên một số địa bàn ra đường từ 18 giờ hôm trước cho đến 6 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 16 đến hết ngày 25 tháng 8.
Thưa quý vị, để góp phần thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch, ngay trong sáng nay 17 tháng 8, Công an tỉnh đã phát động ra quân thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19. 12 tổ công tác đặc biệt do Công an tỉnh thành lập đưa xuống địa bàn thành phố Vũng Tàu 5 tổ, huyện Xuyên Mộc 2 tổ, thị xã Phú Mỹ 2 tổ, các huyện như là Đất Đỏ, Châu Đức và Long Điền mỗi địa phương 1 tổ, do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh quản lý điều hành để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Được biết thì các tổ công tác đặc biệt này sẽ phối hợp với lại lực lượng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chỉ thị 16, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư để phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân ra khỏi nhà không được phép, các vi phạm giãn cách xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác. 12 tổ công tác đặc biệt được thành lập do các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trực tiếp quản lý điều hành. Các tổ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng từng địa phương, tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành các quy định phòng dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường, khu dân cư để ngăn chặn xử lý nghiêm mọi trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Các tổ công tác đặc biệt cũng hỗ trợ các lực lượng công an đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, chốt kiểm soát trong những khu cách ly, địa bàn bị phong tỏa, và nắm bắt những khó khăn, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách phòng dịch để kịp thời giúp đỡ hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ. Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác đặc biệt đã triển khai ngay nhiệm vụ, trong đó xuống thành phố Vũng Tàu 5 tổ, huyện Xuyên Mộc 2 tổ, thị xã Phú Mỹ 2 tổ, các huyện Đất Đỏ, Châu Đức và Long Điền mỗi địa phương 1 tổ. Thưa quý vị, đợt ra quân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cũng như là ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chuyển màu các khu vực từ đỏ xuống cam, xuống vàng và tiến tới là xanh hóa địa bàn, đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 25 tháng 8. Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay sau lễ phát động thì 12 tổ công tác đặc biệt đã xuống địa bàn được phân công để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành cho chương trình những chia sẻ về nội dung vừa nêu. Xin chào Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn Đại tá đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa Đại tá, 12 tổ công tác đặc biệt do Công an tỉnh thành lập được đưa xuống các địa bàn như thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và các huyện như là Long Điền, Đất Đỏ và Châu Đức. Đây là những cái địa phương đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm khẩn trương giúp các địa phương dập dịch trong thời gian tới. Thì Đại tá có thể chia sẻ quyết tâm của lực lượng đặc biệt này ạ? Với 12 tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh, đây là lực lượng gồm lãnh đạo các đơn vị, công an địa phương và một số cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các đơn vị nghiệp vụ quân tỉnh. Các tổ công tác đợt này đi xuống các địa phương thì ngoài cái việc kiểm tra, giúp đỡ phối hợp với lực lượng công an ở cơ sở thì cũng trực tiếp tham gia thực hiện các cái biện pháp để mà tăng cường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các cái quy định trong chỉ thị thứ 16 của chính phủ để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, và với quyết tâm cao nhất là cùng với toàn đảng, toàn dân và tất cả nhân dân chúng ta thực hiện quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và để mà xanh hóa toàn bộ tỉnh ta trong vòng 10 ngày tới. Qua đây thì Đại tá có thể chia sẻ về sự chung sức đồng lòng của các địa phương, đặc biệt là bà con nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới ạ? Để giúp cho các cái lực lượng của công an tỉnh đợt này xuống các địa phương cùng với lực lượng công an ở cơ sở và các ban ngành, các lực lượng khác, thì chúng tôi kêu gọi bà con nhân dân toàn tỉnh chúng ta nghiêm túc thực hiện thật tốt các cái quy định của chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội để chúng ta chặn đứt cái nguồn lây lan trong cộng đồng để sớm đưa toàn tỉnh chúng ta trở thành một vùng xanh và thực hiện được cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Xin cảm ơn Đại tá đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, đợt bùng phát dịch lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp trong nước, đặc biệt là ở khu vực phía Nam và ngay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với sự chủ động tích cực khẩn trương của các cấp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh của địa phương, đến nay thì huyện Côn Đảo là địa phương duy nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xanh hoàn toàn. Dù vậy thì huyện Côn Đảo vẫn không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch.
bảo vệ bền vững vùng xanh đã và đang được cả hệ thống chính trị, các lực lượng, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo đặt lên hàng đầu trên cơ sở áp dụng nghiêm những quy định giãn cách, phòng dịch theo chỉ thị 15 của chính phủ. Ghi nhận về sự nỗ lực của lực lượng biên phòng huyện Côn Đảo trong bảo vệ vùng xanh Côn Đảo. Huyện Côn Đảo đã thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, y tế, thường xuyên chốt trực và lực lượng biên phòng làm nòng cốt. Gần 2 tháng nay, Trung tá Phạm Đức Sang, đồn biên phòng Côn Đảo đã bám chốt cùng với các lực lượng chức năng để tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 24/24 giờ tại cảng Bến Đầm và cảng tránh trú bão của huyện. Qua thời gian là để tăng cường cho các tỉnh biên giới, thì trong đó là có bộ đội biên phòng tỉnh và địa Vũng Tàu là được tăng cường biên giới An Giang. Thì qua thời gian tăng cường cái công tác phòng chống dịch ở biên giới An Giang, thì tôi lấy cái tinh thần là phòng chống dịch cơ bản là mình đã đi thực tế trên tuyến đầu của cái tuyến biên giới An Giang và về đây để áp dụng cho cái công tác phòng chống dịch của mình luôn được đảm bảo và chặt chẽ để cho nhân dân của mình được an tâm trong cái đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 này. Nhận được lệnh điều động của chỉ huy đơn vị, đại úy Trần Xuân Hùng cũng đã tạm biệt gia đình, trong đó có hai con nhỏ, để thực hiện nhiệm vụ chốt trưởng, chốt kiểm soát liên ngành tại km số 2 huyện Côn Đảo. Đây là tuyến đường chính dẫn vào trung tâm Côn Đảo, nên anh và đồng đội duy trì kiểm tra kiểm soát 24/24 rất chặt, không để sót lọt bất kỳ một người nào ra vào địa bàn mà không có giấy tờ hợp lệ. 100% người dân khi đi qua chốt đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Đối với lái xe, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ. Mọi trường hợp không đủ giấy tờ hợp lệ đều buộc phải quay đầu. Hiện nay tình hình dịch nó đang rất là căng thẳng ở phía trong Vũng Tàu. Ở ngoài đảo chúng ta là một vùng xanh của địa phương, nên là đối với anh em ở trong chốt là cũng là quán triệt cái tinh thần đồng lòng, quyết tâm là làm tốt cái nhiệm vụ này để làm sao kiểm soát tốt nhất, hạn chế nhất cái tình hình dịch bệnh lây lan ở địa bàn huyện Côn Đảo. Xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, nên đồn biên phòng Côn Đảo luôn quán triệt, động viên cán bộ chiến sĩ không lơ là chủ quan, thực hiện tốt song hành hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đơn vị thường xuyên làm công tác tư tưởng và thăm hỏi, động viên anh em, dù rằng rất là vất vả, khó khăn, thời tiết không ủng hộ, mưa gió, nhưng các đồng chí cũng đã luôn gọi là an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Đến thời điểm này, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng biên phòng Côn Đảo, đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Côn Đảo vẫn là vùng xanh an toàn, không có ca lây nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu, Bà Rịa Vũng Tàu bước vào giãn cách phòng dịch COVID-19 và cuộc chiến với đại dịch COVID-19 thêm cam go. Lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch. Tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, lực lượng áo xanh tình nguyện được huy động tối đa để cùng lúc đảm nhận nhiều phần việc quan trọng. Và dưới sự chỉ huy của người thủ lĩnh Trần Thị Thu, bí thư xã đoàn Tóc Tiên, các công việc mà lực lượng này đảm nhiệm đã và đang tạo được dấu ấn đặc biệt. Câu chuyện mà nhóm phóng viên chương trình chuyển đến quý vị ngay sau đây. Là đội trưởng đội shipper áo xanh gồm 20 đoàn viên, chị Trần Thị Thu không chỉ là quản lý và lên lịch công việc hàng ngày cho mỗi shipper mà còn đảm nhận nhiều vai trò, giúp nhà vườn giải cứu nông sản, trực tiếp cầm vô lăng đi nhận và phát quà từ thiện, điều hành lực lượng thanh niên tham gia trực chốt, thực hiện hậu cần. Suốt thời gian toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, chị Thu lại bận rộn xuyên suốt ngoài đường. Một ngày này em tiếp nhận khoảng mấy trăm cuộc gọi và thực hiện đảm nhiệm nhiều vai trò trong một ngày như vậy thì đối với em không phải là áp lực mà là một niềm vui và đó cũng là một cái đam mê trong cái công tác đoàn nữa. Dưới sự chỉ huy của chị Trần Thị Thu, đội shipper áo xanh và các đoàn viên thanh niên thuộc 10 chi đoàn ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ làm việc nhiệt huyết, hăng say.
Đến nay, đội shipper áo xanh do chị Thu điều hành đã đi chợ giúp cho hơn 1.500 lượt gia đình, giải cứu hơn 10 tấn nhãn xuồng cho các nông hộ, tiếp nhận 5,5 tấn gạo, 50 thùng mì, 6 tấn rau sạch, rồi trao đến từng hộ khó khăn, nhận và giao 1.820 bữa sáng yêu thương, 90 thùng nước, 5.000 khẩu trang, 500 kính chống giọt bắn cho các chốt và các tổ giám sát cộng đồng. Là trong mùa dịch gặp rất nhiều khó khăn, mà có sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, nhất là cô Thu, với tinh thần trách nhiệm rất là cao, riêng nhà vườn thì phải là chân thành cảm ơn. Chị Thu rất là dễ thương, gọi điện và nhiệt tình gọi lại cho em. Lúc mặc dù em bận xong em gọi lại, chị Thu vẫn hỗ trợ sẵn sàng. Thổi lửa nhiệt huyết vào mỗi đoàn viên thanh niên bằng chính nhiệt huyết của mình, chị Trần Thị Thu đã và đang duy trì hoạt động tình nguyện một cách hiệu quả, cũng là góp phần vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tóc Tiên. Chị Thu thực sự là một người xứng đáng để làm thủ lĩnh cho các bạn đoàn viên thanh niên của xã Tóc Tiên, vì chị rất là gương mẫu, nhiệt tình và luôn hăng say vì các hoạt động của tập thể đoàn, luôn là người tạo lửa cho các bạn trong đoàn để tiếp tục làm những công việc như thế này. Xã Tóc Tiên đến nay vẫn duy trì bền vững vùng xanh an toàn tại thị xã Phú Mỹ. Thành quả này có sự đóng góp đáng kể và đáng nể của lực lượng đoàn viên thanh niên do chị Trần Thị Thu làm tổng tư lệnh. Vâng, thưa quý vị, giãn cách nhưng mà không xa cách là cụm từ được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Và chúng tôi cũng đã có nhiều lần chuyển tải đến quý vị những phóng sự ghi nhận, giúp cho quý vị rõ hơn về các mô hình, nhân vật tiêu biểu với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa giúp đỡ cho những hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn trong dịch bệnh. Tiếp tục lan tỏa thêm hình ảnh đẹp đó, câu chuyện về đại úy Nguyễn Văn Sang, cảnh sát khu vực phường Rạch Dừa, là một minh chứng cho tinh thần thương người như thể thương thân. Thưa quý vị, xung phong nhận nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đại úy Nguyễn Văn Sang phát hiện nhiều trường hợp người dân trong khu vực phong tỏa cách ly gặp khó khăn nên đã đứng ra vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí, mua rau và hàng hóa thiết yếu trao tặng, qua đó động viên tiếp sức cho mọi người yên tâm thực hiện tốt các quy định về phòng dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 14 tháng 7, khi thành phố Vũng Tàu giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16, lực lượng công an trên địa bàn thành phố phải liên tục tăng ca, kíp, lao vào tuyến đầu để thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong quá trình đó, đại úy Nguyễn Văn Sang, cảnh sát khu vực phường Rạch Dừa phát hiện nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn khi thiếu thốn lương thực thực phẩm, nên tranh thủ những lúc nghỉ ngơi sau ca trực, Sang cùng với một số đồng nghiệp và mạnh thường quân đến các nhà vườn trên địa bàn tỉnh để mua rau về tặng người dân trong khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trong cái thời điểm hiện nay thì trên địa bàn khu 3 hiện nay là có 7 điểm phong tỏa và 300 hộ dân, thì bản thân tôi cũng rất là xúc động và nghĩ là đây là những cái món quà quý giá nhất trong lúc này, động viên các bà con trong khu phong tỏa để mà an tâm và cũng như là hỗ trợ thêm tinh thần cũng như là vật chất kịp thời. Cùng với lực lượng y tế, quân đội, khoảng thời gian giãn cách là những ngày lực lượng công an phải đối mặt với những áp lực nặng nề trong việc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đặc biệt là việc chấp hành các quy định phòng dịch của người dân, nên thời gian dành cho việc nghỉ ngơi cá nhân là vô cùng ít ỏi. Vậy mà Sang vẫn dành trọn khoảng thời gian đó cho người nghèo khó. Tính đến thời điểm này, đại úy Nguyễn Văn Sang đã vận động bạn bè, các mạnh thường quân hơn 150 triệu đồng để mua và trao tặng gần 10 tấn rau xanh, gạo, mì gói, dầu ăn cho người dân các khu vực phong tỏa tại thành phố Vũng Tàu. Bà con thiếu thốn nhiều, được sự hỗ trợ của các đơn vị thì nói bà con rất phấn khởi, bởi vì cả một thời gian gần một tháng bà con trong vùng dịch cũng rất là khó khăn. Với Sang, chỉ cần thấy nụ cười của những người được nhận quà, cảm nhận được bữa cơm của họ sẽ đủ đầy hơn, vui vẻ hơn, là bao nhiêu mệt nhọc trong anh đều tan biến. Điều đó cũng tiếp thêm sức mạnh giúp anh vững bước trong những hành trình tiếp theo. Bên cạnh cái công việc chuyên môn á, thì công việc từ thiện của tôi được rất nhiều người ủng hộ và họ đã khuyến khích cần phải nhân rộng đến cái mô hình này. Và bản thân tôi cũng cảm thấy đây là một cái việc làm ý nghĩa để nhằm giúp cho những người dân khó khăn trên địa bàn được sớm trở về cuộc sống bình thường. Chung tay góp sức với đại úy Sang, nay đã có đến hơn 10 người tham gia hành trình thiện nguyện với anh. Trong đó có cả những chủ xe tải, các bảo vệ khu phố, hội phụ nữ khu phố. Cách đây mấy ngày là Sang có điện cho tôi, nói là chủ nhật sẽ cho chuyến hàng như này. Rồi tôi sẵn sàng để tạo điều kiện.
nói chung giúp được một cái gì trong lúc dịch bệnh như này là tôi rất là thích, tôi rất là vui được tham gia một phần nhỏ nào đó. Tham gia này nó cũng mệt nhưng mà anh em rất là vui vì được tham gia với chuyến xe không đồng cho nhân dân đang còn trong vùng khó khăn ạ. Rau xanh là mặt hàng được nhiều người dân khu vực phong tỏa cần nhất thời điểm này, nên những ngày tới, đại úy Sang mong muốn các mạnh thường quân sẽ tiếp tục ủng hộ để bữa cơm của người dân được đảm bảo dinh dưỡng, từ đó có thêm sức khỏe, niềm tin vượt qua dịch bệnh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì câu chuyện cả nước nói chung và thì Vũng Tàu nói riêng nỗ lực quyết tâm dập dịch, thì câu chuyện về vaccine cũng là một đề tài nóng được rất nhiều người quan tâm. Chiều ngày 16 tháng 8, Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác đã tổ chức buổi họp đầu tiên về chiến lược ngoại giao vaccine. Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine nhận định, ngoại giao vaccine không chỉ là con đường để Việt Nam tiếp cận nhập khẩu vaccine, mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại chỗ, tạo ra nguồn cung vaccine bền vững nhất cho Việt Nam. Chính phủ xác định ngoại giao vaccine là một kênh quan trọng nhằm đạt được mục tiêu bao phủ vaccine 70-75% dân số. Tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngoại giao vaccine thực chất là việc tranh thủ các mối quan hệ song phương và đa phương thông qua các tổ chức quốc tế để tăng cường tiếp cận vaccine cho người dân. Ngoại giao vaccine là một trong những mặt trận rất quan trọng bởi vì vận động có được vaccine là cái khâu đầu tiên quyết định là chúng ta có thắng lợi trong cái chiến lược ngoại giao vaccine hay không. Và không có vaccine thì có thể nói rằng là không thể thực hiện được cái chiến lược vaccine. Mục đích chính của cái việc thành lập tổ công tác là tăng cường cái sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ giữa các bộ ngành liên quan để mà đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa cái hiệu quả công tác ngoại giao vaccine. Mục tiêu của Việt Nam đặt ra là 150 triệu liều vaccine. Tuy nhiên hiện nay số lượng vaccine về nước ta vẫn còn hạn chế và số người được tiêm mới chỉ đạt hơn 13 triệu người. Chính vì vậy, Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine tiếp tục xúc tiến vận động viện trợ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ các đối tác song phương và đa phương. Thưa quý vị, trở lại với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến chiều tối ngày 15 tháng 8, tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất kế hoạch tiêm vaccine theo số lượng được phân bổ. Trong đó, từ 7 huyện, thị thành trên đất liền hoàn thành tiêm vaccine đợt 5 và huyện Côn Đảo hoàn thành tiêm vaccine đợt 4. Trong ngày 16 tháng 8, các địa phương đã tổ chức tiêm vét cho người có bệnh lý nền và trên 65 tuổi. 30 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tâm dịch thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 6 cho người dân khu phố Hải Hà 1 theo phương pháp RT-PCR gộp nhóm từng hộ gia đình. Nhân viên y tế huyện Long Điền cũng tiến hành lấy mẫu đơn xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo phương pháp RT-PCR cho 700 người dân tại khu phố Hải Hà và khu phố Hải Phong 1 do các tổ dân cư này vừa có các ca F0. Tại Trung tâm Văn hóa Bảo Thành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền tổ chức buổi tập huấn tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 54 nhân viên y tế trường học và các phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện. Các học viên được hướng dẫn triển khai sử dụng vaccine ngừa COVID-19, tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, xử trí phản ứng sau tiêm, hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2, thực hành kỹ thuật sử dụng bảo hộ cá nhân. Huyện Xuyên Mộc đã huy động 29 y bác sĩ về hưu, nhân viên y tế, các phòng khám đa khoa tư nhân và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tham gia khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời tham gia tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng. Trước đó, huyện Xuyên Mộc đã huy động 31 nhân viên y tế học đường tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Tính từ 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021, ghi nhận 37 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 15 ca, trong đó 14 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 5 ca tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ, 1 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu, 3 ca tại Trường Tiểu học Phước An, 1 ca tại Trường Trung học Cơ sở Võ Văn Kiệt và 4 ca tại Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp. 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là nhân viên phòng khám Medic. Huyện Long Điền ghi nhận 19 ca, trong đó 10 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung,
trong đó 2 ca tại trường tiểu học Chu Văn An, 8 ca tại trung đoàn Minh Đạm. 9 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Hòa Hội, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là tình nguyện viên hỗ trợ y tế nhập số liệu, phát hiện tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại chốt quốc lộ 51. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 2.587 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 119 ca. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.890 trường hợp, tăng mới vào 67, giảm hoàn thành cách ly 91. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tổng hợp Bà Rịa Vũng Tàu chung tay chống dịch tối hôm nay. Trước khi theo dõi các chương trình tiếp theo trên kênh BRT, xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị hãy nhớ thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch để bảo vệ cho mình và cộng đồng quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.